999. Viết chữ gala, viết hoa cho thầy cô nha. Gala. Ga này. Ga. L. À. Rồi. Ai nhập được vào cái mã này rồi thì comment R trong phần chat ạ. Thì mình tắt cái này đi xem nào. Quay trở lại được không nào? Nó không cho quay trở lại bước đằng trước. Mọi người nhớ bấm vào cái nhập mã này. Sau đó bấm vào. Và đây là ga. Là 9999. Ai qua bước đó thì chốc nữa sẽ nhờ cô Tuyết hỗ trợ nha. Cô Tuyết sẽ lập cho thầy một cái form đi. Những người mà qua bước này không nhập được cái mã này. Đấy. Thì nhập vào một cái form để thầy có thể gửi cho cái công ty này để xem nó có hỗ trợ được không. Vì nếu không có mã là sau này chúng ta không không được cái, ví dụ như là nó không tặng cho thêm tháng sử dụng thì nó phí đi, đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta bấm vào xác nhận. Đấy. Ai làm được đến bước này thì comment OK. Sau đó chúng ta bấm tiếp tục. Tiếp tục nha. Rồi, bây giờ nó cực kỳ dễ này, mọi người nhìn này. Cực kỳ dễ luôn. Đến đây là OK đúng không? Các thầy cô muốn đăng bài để bán đúng không? Ví dụ chúng ta bán cái gì đó thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ thầy Phương bán là bán thử nha. Ví dụ như là bán là sữa Optimum chẳng hạn. Optimum. Đấy. Giá bán không biết là cái loại này là bao nhiêu. 750.000 đi. Nhập giá bán vào. Giá vốn chúng ta nhập cái này là bao nhiêu chúng ta nhập vào. Giá vốn không nhất thiết phải nhập nha. Nhưng nếu mà chúng ta có phải nhập theo giá vốn là bao nhiêu tiền thì chúng ta nhập vào để sau này mình theo dõi cái doanh thu và lợi nhuận. Đấy, còn nếu như mà chúng ta nhập những cái gì mà không phải nhập vốn thì không cần nhập. Mọi người hiểu thì comment hiểu nào. Ví dụ như là thầy Phương bán cái hộp sữa này và phải nhập vào với giá là 650.000 chẳng hạn. Chúng ta nhập nó vào. Đấy. Sau đó bấm hoàn tất. Là chúng ta đã có một cửa hàng. Tèng tách tèng. Xong. Ai đã xong thì comment xong trong phần chat nào. Hoàn thành cái cửa hàng của mình rồi. Comment xong. Như vậy các thầy cô đã hoàn thành tạo nên một cái website của mình, một cái cửa hàng của mình ở trên này rồi đấy. Bấm vào. Bỏ qua. Bấm vào bỏ qua nhé. Đấy. Chúng ta nhìn vào cái mục sản phẩm này. Tín hiệu. Các thầy cô bấm vào cái mục sản phẩm đi. Đó. Ví dụ như thầy Phương vừa tạo cái là sữa. Đúng không nào? Chúng ta bấm vào đây thử xem nha. Đấy, các thầy cô có thể làm là khóa học đúng không? Hay cái gì đó đúng không? Tí nữa chúng ta làm sao? Chúng ta có thể chụp cái ảnh. Ví dụ thầy Phương bấm vào chụp ảnh này. Đấy, và mình lôi cái sản phẩm đó ra. Mình chụp. Đấy, ví dụ như này. Chụp nha. Chụp. Đấy. Một chú này. Chúng ta có thể chụp nhiều ảnh. Các thầy cô có thể đưa vào nhiều ảnh nha. À. Rồi, chúng ta bản hình như là bản này nó chỉ cho một ảnh thôi, bản free này nó chỉ được một ảnh. Sau đó chúng ta bấm cập nhật này. OK, vậy là chúng ta đã làm xong cái sản phẩm đầu tiên nha. À, cứ từ từ đi PC nha. Tuyết làm cho họ các thầy cô một cái mã đi để mọi người nhập cái số điện thoại, một cái form để các thầy cô ấy nhập nhập số điện thoại của mình vào, nhập họ và tên số điện thoại vào, để mấy thầy cô mà chẳng may không nhập được mã thì may ra mình có thể vớt được, cứu được, thì các thầy cô sau này có thể còn được nhận cái ưu đãi. Còn nếu không thì chúng ta không có cái mã đấy thì chúng ta không nhận được cái ưu đãi gì. Ai làm được rồi thì comment là được ở trong phần chat à. Như vậy là chúng ta làm xong sản phẩm đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm sản phẩm thứ hai.
Các thầy cô đăng khoảng 2 đến 3 sản phẩm demo đi để mình thử thôi nha. Chúng ta bấm vào tạo sản phẩm. Tạo sản phẩm này. Đấy, bây giờ mình làm là mình bán cái cốc đi. Đấy, bán cốc uống nước hay là chúng ta bán khóa học gì đấy chẳng hạn, các thầy cô ví dụ như là cốc uống nước. Đấy, giá bán là 100k. Đấy, giá vốn nhập vào là 55k chẳng hạn, 55.000. Có dễ không ạ? Sau đó mình bấm vào. Nếu mình muốn đưa nó ra thành các mục khác nhau thì mình có thể tạo danh mục ở chỗ là tạo mới này này. Thì mình muốn là đưa vào đây là cái tên cái danh mục ở đây là ví dụ như là đồ gia dụng chẳng hạn. Đồ gia dụng. Đấy, thì cái cốc này nó rơi vào mục đồ gia dụng đúng không? Thì mình thêm nó vào. Sau mình bấm chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh. Chụp tách một cái. Và xong. Ok. Hoàn tất. Đấy. Cái sữa lúc nãy mình chưa cho vào thư mục nào đúng không? Mình muốn tạo được thư mục mình bấm vào tạo mới cái thư mục này. Mình tạo thư mục ví dụ như là đồ ăn. Đồ ăn. Đấy, tạo này. Đấy, cập nhật này. Như vậy thì nó sẽ trên cửa trên tí nữa trên web của mình có hai thư mục, một là đồ gia dụng, hai là đồ ăn. Mọi người hiểu thì comment hiểu. Một điện thoại thì làm được nhiều cửa hàng nhưng mà sau này chúng ta phải mua bản quyền cơ, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm mỗi điện thoại một cửa hàng nha. Mọi người ok đã thì comment ok nào. Ai đã hiểu cách đăng sản phẩm rồi thì comment hiểu nào. Bây giờ nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái website này. Đấy. Ai đã sẵn sàng để làm thành website của mình thì comment sẵn sàng nào. Rồi tuyệt vời. Các thầy cô bấm vào cái biểu tượng cái cửa hàng ở góc ấy. Cái ảnh của cái cửa hàng ở góc trái bên trên cùng. Ai thấy thì comment. Chữ T bên cạnh của như của thầy Phương là bên cạnh của cái chữ là ăn no nha. Thì có cái cửa hàng ấy mình bấm vào đấy. Đấy, sau đó các thầy cô chọn là cài đặt cửa hàng. Cài đặt cửa hàng này. Đấy, thì nó có cái là thông tin cửa hàng. Thì các thầy cô có thể sửa lại cái tên cửa hàng. Nếu sau này mình không thích cái tên này thì sửa lại cái tên này. Nha. Nguyễn Ngân chốc nữa sẽ nhập cái thông tin của mình vào cái form nha. Tuyết không biết còn ở đây không nhỉ Tuyết ơi. Website bán hàng đây. Đây các thầy cô làm cái này hai cái này thôi nha. Website bán hàng chúng ta có cửa hàng trực tuyến này. Đây các thầy cô nhìn chỗ này cực hay này. Ai đã thấy chỗ này được comment tên nào. Chúng ta có thể tạo ra cái tên miền của riêng mình nhé. Đầu tiên là nó lấy cho chúng ta là cái số điện thoại này đúng không? Thầy Phương quay lại trở lại các thầy cô làm ở chỗ này nó rất rất quan trọng này. Đầu tiên này, ai chưa về làm được đến đây thì nhìn xem này. Website này chủ yếu là dùng mục đích bán hàng nhé Kiều Thu nhá. Kiều Thị Thu Hà nhá. Cho nên là chúng ta tốt nhất là đừng làm tên trường. Web này dùng để bán hàng là chính. Đấy. Thì các thầy cô bấm vào đây. Nhá, Thầy Phương làm lại này để tạo website này. Thì bấm vào cái chỗ cửa hàng này. Xong vào cái chỗ cài đặt cửa hàng này. Mọi người nhìn thấy cài đặt cửa hàng không? Bấm vào đấy. Nó cứ ra website. Nó ra cái chỗ website bán hàng thì các thầy cô bấm vào website bán hàng. Sau đó bấm vào cái chỗ cửa hàng trực tuyến. Ai vào được đến đây rồi thì comment A. Nó sẽ lấy cái số điện thoại của chúng ta là nó để nó làm thành website đúng không? Mọi người thấy thì comment T. Ví dụ số điện thoại này là như thế này thì nó sẽ là số điện thoại xong đến chấm tạp hóa chấm số. Thế nếu các thầy cô không thích như thế này thì sửa lại bằng cách là bấm vào đây. Bấm vào cái chỗ nút bút sửa ấy. Bấm vào cái bút sửa này này. Chúng ta nhập tên vào đây. Ví dụ cửa hàng của thầy Phương là ăn ngon nha. Tên cửa hàng là ăn. Ăn no nha. Đây. Tên này chưa ai nhận cả. Thì nó sẽ gợi ý chúng ta từng đây tên miền này. Ăn no nha chấm tạp hóa chấm số. Ăn no nha
finan.shop, annonya.dịchvụ.số, annonya.địa chỉ.số, annonya.siêu.rẻ, annonya.buynow. Nếu như ví dụ như hạn như là quán ở Cô Kiều chẳng hạn, mình muốn làm một cái website tên là quán Cô Kiều chẳng hạn, quán Cô Kiều, thì gõ quán Cô Kiều vào đây, nó sẽ ra là quán Cô Kiều chấm tạp hóa chấm số, quán Cô Kiều chấm fenan chấm com chấm shop, quán Cô Kiều chấm dịch vụ chấm số, quán Cô Kiều chấm địa chỉ chấm số, quán Cô Kiều chấm siêu chấm rẻ, quán Cô Kiều chấm buy chấm now. Tuyệt vời không mọi người? Tuyệt vời hay là quá tuyệt vời nhỉ? Đấy, tên miền cực đẹp đúng không? Nếu chúng ta bị trùng thì chúng ta thêm cái ký hiệu gì vào? Và các thầy cô nhanh chân liền. Nó chỉ có mấy cái này thôi, chúng ta chọn ra có từng đây cái tên miền đúng không? Các thầy cô chọn ngay đi. Cái nào thật hay của mình thì chọn ngay đi, không nào là mất, người khác người ta chọn là mình mất. Được chưa nhỉ? Cho nên là chúng ta, ví dụ này, nếu ai làm về dịch vụ thì nên chọn là chấm dịch vụ chấm số. Nếu mà chúng ta bán cái gì đó về cái đồ ăn, đồ quần áo hay đồ gì đó thì nên chọn là chấm siêu chấm rẻ. Có hiểu không cả nhà? Nếu như mà chúng ta làm cái gì đó mà liên quan đến muốn cho nó sang mồm ấy, hay là có người nước ngoài thì chọn buy now, người ta dễ hiểu. Được chưa nhỉ? Ví dụ cái quán của thầy Phương là ăn ngon nha, thầy Phương chọn này, ăn no nha. Đấy. Và chọn là chấm siêu chấm rẻ. Chấm siêu chấm rẻ. Sau bấm cập nhật. Và tàng tăng tăng, chúng ta đã có một website annonya.siêu.rẻ. Đây là tên miền mà làm sao đánh dấu cách được, Nguyễn Ngân, Đoàn Phương. Đây là tên miền thì phải đánh liền với nhau chứ. Ai đã có xong website của mình rồi comment. Đã xong. Đấy. Phần tiếp theo là giao diện. Nha. Giao diện thì nó có hai cái giao diện đây này. Giao diện cơ bản, giống như chúng ta đang nhìn thế này, là nó sẽ như thế này. Ở trên điện thoại thì nó sẽ hiển thị như thế này. Chúng ta có muốn ra chuyên nghiệp thì sau này chúng ta nâng cấp lên bản Plus, còn không có thể cô để bản cơ bản là được rồi. Chúng ta quay xuống tiếp này một cái nữa này. Ảnh bìa. Đấy. Thì các thầy cô có thể là lấy sẵn cái ảnh của nó ở đây, hoặc mình tự tạo ra một cái ảnh bìa rồi mình up lên. Cái logo này mình có thể thay bằng cái ảnh khác, ví dụ như là mình lấy cái mặt của mình để mình đưa lên. Hoặc là đấy, các thầy cô nhìn nhá. Các thầy cô thì bây giờ hôm nay thì mình chưa có đâu đúng không, nhưng mà mình có thể thiết kế cho cửa hàng của mình một cái logo đấy. Ồ, thầy Phương lấy một cái hình ảnh nào đó đi, PTA shop chẳng hạn này đi, ok, để đưa lên đây. Đấy, thì nó sẽ lấy cái ảnh đó làm ảnh đại diện của cửa hàng. Cái ảnh bìa này cũng thế, mình cũng thiết kế một cái ảnh. Thì buổi sau thì Phương sẽ hướng dẫn mọi người cả cách thiết kế nha. Còn hôm nay thì cứ gọi là tạm tạm thế này nha. À, mọi người đăng ảnh gì cũng được, còn nếu không thì bỏ qua thì chọn cái ảnh của nó cho nó đẹp. Ok, hiểu thì comment hiểu nè. Và xong. Thôi, hôm nay chỉ cần học đến thế thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ mở website ra xem nó chạy chưa nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở website ra này, các thầy cô nhìn này, nhìn nha, nhìn nha, xem nó đã chạy chưa nha, xem website của mình đã hiển thị chưa các thầy cô nha. Đây, chúng ta làm này. Thầy Phương vừa đặt là gì nhỉ? Ăn no nha đúng không? Chấm siêu chấm rẻ đúng không? Tàng tàng tàng. Tuyệt vời không cả nhà? Mình đã có một cái website. Ai đã có được website của mình rồi comment là ngon rồi trong phần chat nào. Đấy. Ăn ngon nha chấm siêu chấm rẻ. Rồi. Ngon chưa? Rồi bây giờ nha. Quá ngon rồi đúng không? Thầy Phương sẽ làm tiếp cho các thầy cô để mọi người hình dung ra nốt ký này này. Thì ngày mai
Hay là tuần này các thầy cô ngồi, các thầy cô nghịch cho nó sướng nha. Mọi người nhìn đây. Đấy. Thì cái giao diện cơ bản thì chúng ta vào trên điện thoại là đẹp nhất đúng không? Chúng ta vào ví dụ như là đã có một website rồi, tên là ăn no nha chấm siêu chấm rẻ đây này. Đấy, đây là giao diện ở trên điện thoại thì nó hiển thị rất đẹp đúng không? Mọi người nhìn này, khách hàng bấm vào để mua này. Chúng ta bấm vào mua cái cốc nước này chẳng hạn nha. Đấy, họ sẽ bấm vào mua ngay. Mọi người nhìn nhá. Đấy, khách hàng mua ngay này. Khách hàng có thể đến tự lấy hàng này hay là giao tận nơi này. Tên người nhận thì mình nhập vào đây. Nhập cái người nhận đấy vào đây. À, cô nào đọc cho thầy cái số điện thoại xem nào. Của mình xem nào. Người nhận ví dụ như là cô Kiều nha. Cô Kiều nhắn cho thầy cái điện thoại nào. Copy. Ở đây, nhập luôn này. 0946. 0946 này. Thôi, một người thôi các thầy cô. 148700. 148700. Đấy, khách hàng mua hàng này. Chúng ta, nếu mà người ta tự đến lấy hàng này, mình chọn là tự đến lấy hàng. Đấy. À, khách hàng sẽ trả hình thức bằng hình thức nào, tiền mặt hay chuyển khoản? Đấy, mọi người nhìn thử nha. Đấy, trả bằng tiền mặt được chưa, có thể thay đổi này, có những hình thức ở đây, thanh toán bằng những thứ đây, tiền mặt đi, ghi chú này. Đấy, ghi chú chúng ta ghi cái gì đấy thêm vào đấy, sau đó chúng ta bấm vào đặt hàng. Đấy, đặt hàng xong này, đây là cô Kiều đặt hàng nha, mọi người nhìn nha. Đây là giao diện của người mua. Thế bây giờ chúng ta nhìn kỹ chỗ này là mới là chỗ hay, các thầy cô nhìn thấy nó cực hay luôn này. Đây, chúng ta là người quản lý cửa hàng, chúng ta mở cái sổ của mình ra, mình sẽ nhìn thấy là cửa hàng cái của chúng ta đấy đã có một đơn hàng đây. Đây là của cô Kiều này, chúng ta nhìn thấy nha, đơn hàng nha, cô ấy mua cái này, chúng ta bấm xác nhận này. Đấy, nếu cô ấy thanh toán rồi thì bấm vào thanh toán trước. Nếu không thì chúng ta sẽ nhập số tiền người ta còn nợ. Đây là tiền ở đây. Và thanh toán rồi đi. Cái khách trả 100 rồi đi. Xong này. Đấy. Bây giờ đã giao này. Cái chỗ này mới là chỗ cực kỳ hay, các thầy cô nhìn này. Với mỗi khách hàng mua hàng của chúng ta xong, mọi người thấy cái nút gửi hóa đơn không? Thầy cô thấy thì comment T này. Chúng ta bấm vào gửi hóa đơn này. Thì cái đơn vừa rồi của cô Kiều, chúng ta có sẵn một cái hóa đơn này luôn. Cái này các thầy cô nếu bán hàng mua thêm một cái máy in hóa đơn nó khoảng gần 1 triệu thôi, chúng ta bấm vào in hóa đơn là nó in rẹt 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 nó chui ra, chúng ta xé một phát nó đưa cho cô Kiều, tuyệt vời không nhỉ? Còn nếu chúng ta không muốn in thì sao, chúng ta bấm vào gửi hóa đơn và mình có thể gửi nó qua Zalo đấy. Thầy Phương tìm Yến Kiều xem nào. Đây, và gửi một phát gửi qua cô Kiều. Và lúc này thì cô Kiều nhận được ngay hóa đơn. Đây. Chúng ta nhìn. Đây. À, cô Kiều đã có cái hóa đơn. Mọi người thấy điều này tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn đúng không? Chúng ta có thể nhắn tin cho khách hàng nếu mà chúng ta nhìn thấy là khách hàng nó ở trong app, người ta đã vào mua rồi. Chúng ta có thể có số điện thoại để chúng ta gọi điện đúng không? Đây này, có số điện thoại nhá. Muốn gọi điện cho khách chỉ cần bấm copy này. Bấm copy cái này. Sau đó chúng ta mở, có thể là gọi Zalo. Nếu chúng ta muốn gọi Zalo thì chúng ta copy xong thì chúng ta mở Zalo ra chúng ta tìm. Đấy. Còn nếu gọi qua điện thoại thì bấm vào điện thoại và chúng ta dán cái số điện thoại vào là chúng ta gọi được. Đây. Đây, tìm ở trên đây. Thì nó copy cho mình rồi, mình dán phát nó ra ngay. Số điện thoại alo cổ luôn. Ngon không mọi người? Đã đã ra. Được không cả nhà? Thấy công cụ này được không? Đấy, còn hôm sau thì Phương mới có thời gian để hướng dẫn chi tiết mọi người cái tính năng AI ở bên trong của nó.
nó có thể các thầy cô có thể dùng giống như là chat GPT, nó sẽ được tích hợp vào trong này. Người ta nói là trong tháng 5 này thì sẽ tích hợp được chat GPT vào đây cho các thầy cô để mình viết bài ấy. Thì ví dụ mình muốn viết bài cho một cái sản phẩm ở đấy, chúng ta nhập nó vào, nó tự viết cho chúng ta. Chúng ta muốn thiết kế ảnh, nhập vào, nó tự thiết kế cho chúng ta. Và các thầy cô đã dùng Midjourney, mọi người biết là chúng ta phải trả tiền đúng không? Thì nó mới vẽ đúng không? Khả năng là sau này nó sẽ tích hợp vào đây để chúng ta có thể vẽ miễn phí. Này nhá. Được không cả nhà? Đây. Hello cả nhà, được chưa? Cứ dùng thoải mái đi, dùng bản free này đi. Bản free là thầy Phương thấy rằng là nó sẽ mở cho các thầy cô là 1 tuần dùng bản pro đấy. Thì các tính năng pro nó sẽ mở cho chúng ta dùng miễn phí 1 tuần. Còn sau đó thì chúng ta nếu không trả tiền thì chúng ta cứ dùng bản free nha. Còn sau này các thầy cô cứ dùng thì thầy Phương nghĩ là đầu tiên là cứ dùng trước. Sau đó thầy Phương hướng dẫn mọi người dùng, sau này khi nào mà mọi người thấy cần đấy, thì chúng ta có thể nâng cấp rồi chúng ta mua sau. Đấy, mua thì nó cũng giá nó cực kỳ rẻ luôn. Phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Sau này thì Phương hướng dẫn mọi người sau. Thế là như ngày hôm nay này thì các thầy cô được học buổi ngày hôm nay thì Phương tặng các thầy cô phần mềm này này. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là thôi ngày mai chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta có những cái thứ gì để bán. Chồng con chúng ta có cái thứ gì để bán, chúng ta tạo cho người ta một cái cửa hàng. Anh em nhà chúng ta mà ai đó bán hàng nha, có cửa hàng hay bán hàng online thì hãy giúp họ cài cho họ cái app này vào, nhập cho họ cái mã để nhận ưu đãi. Mã gì mọi người có nhớ không nhỉ? Các cô có nhớ cái mã đây là gì không? Để sau này nếu mà họ nâng cấp là họ được tặng 3 tháng dùng miễn phí. Đấy, hoặc 6 tháng dùng miễn phí tùy theo từng loại. Đấy, rồi là được giảm tiền khi đăng ký tài khoản Pro. Đấy thì thầy Phương cho mọi người cái mã đấy, Gala 999, các thầy cô sẽ cho họ cái mã đó để họ nhập vào. Đấy thế thì các thầy cô làm là gì? Ngày mai đăng thử bài nhá, đăng thử sản phẩm lên. Đấy, khám phá cái này đi, được chưa nhỉ? Đấy còn là sang tuần sau thầy Phương rỗi có thời gian thì hướng dẫn mọi người dùng cái này. Được không cả nhà? Đấy, bởi vì thì chúng ta thấy rằng là gì? Bây giờ mọi thứ ấy, là chúng ta phải học và phải hướng tới một việc là gì? Những cái kiến thức chúng ta học được, đặc biệt là kiến thức AI, tận dụng ngay nó vào để kiếm tiền online. Và thầy Phương vừa mới nảy sinh ra một cái thương hiệu, vừa báo với thầy cô ấy, ăn no nha. Đấy, sắp tới là thầy Phương sẽ có một cửa hàng bán đồ ăn vặt về cái món này. Đấy, mình thấy nó hay hay, nhưng tại sao không làm thử cái đúng không mọi người nhỉ?